nhằm nâng cao ý thức kỷ luật, chấp hành điều lệnh công an nhân dân và trình độ kỹ năng võ thuật tấn công chống tội phạm cho cán bộ chiến sĩ. Thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đợt tập luyện và hội thi điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân lần thứ tư năm 2019. Sau một thời gian khá dài tích cực, nghiêm túc tập luyện các nội dung, tuần qua, 41 đội tuyển với hơn 700 cán bộ chiến sĩ từ các phòng trực thuộc và 15 công an huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã về dự hội thi điều lệnh quân sự võ thuật công an nhân dân lần thứ tư năm 2019 do Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Trong lễ khai mạc, các đại biểu và cán bộ chiến sĩ được xem các đội thực hiện phần duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng theo nghi lễ công an nhân dân. Trong lễ khai mạc, cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk đã biểu diễn một số khoa mục và màn võ thuật chiến đấu của Công an nhân dân. Với nhiều nội dung phong phú đã làm cho buổi lễ khai mạc Hội thi điều lệnh quân sự võ thuật Công an nhân dân lần thứ tư năm 2019 của Công an tỉnh Đắk Lắk thêm sinh động, hấp dẫn. Sau lễ khai mạc, 41 đội đã bước vào 3 phần thi, nhận thức về điều lệnh Công an nhân dân, thi võ thuật Công an nhân dân và thi bắn súng ngắn quân dụng CZ-75. Được sự thống nhất của đồng chí Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk về tổ chức hội thi điều lệnh vũ thuật Công an nhân dân để rèn luyện cho cán bộ chiến sĩ nâng cao được thể chất, tinh thần, trách nhiệm về sức khỏe để phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Điều lệnh vũ thuật là hết sức quan trọng trong lực lượng Công an nhân dân, đòi hỏi cán bộ chiến sĩ có thể chất khỏe và nhanh nhẹn trong mọi kỹ năng phục vụ cho công tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm. Hội thi hôm nay đã kết thúc nhưng lãnh đạo Công an tỉnh sẽ chỉ đạo và lãnh đạo cho toàn thể lực lượng Công an tỉnh Đắk Lắk tiếp tục rèn luyện vừa là vũ thuật, vừa là bắn súng, vừa là các cái động tác chiến thuật khác để làm tốt cái công tác phòng chống tội phạm và góp phần tức là bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Bên cạnh các đội nam tham gia thi thì điều đáng ghi nhận là trong hội thi lần này có sự góp mặt tích cực của một số đội nữ của các phòng thanh tra và phòng hậu cần của Công an tỉnh. Theo tôi thì mọi cán bộ chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân thì đều phải thông thuộc và chấp hành nghiêm điều lệnh đội ngũ cũng như điều lệnh nội vụ của ngành. Tất cả đều phải biết đi duyệt đội ngũ, các chiến thuật đánh bắt cơ bản cũng như các bài võ tổng hợp. Hội thi điều lệnh võ thuật quân sự năm nay là dịp thuận lợi để chúng tôi có điều kiện được tập luyện nhằm nâng cao ý thức, thể lực và chiến thuật. Để đáp ứng được yêu cầu của cuộc thi, chúng tôi phải tập luyện bài bản trong một thời gian dài. Đặc biệt đối với cán bộ chiến sĩ nữ thì việc tập luyện gặp rất nhiều khó khăn, nhiều động tác đòi hỏi phải mạnh mẽ và dứt khoát trong một thời tiết nắng nóng. Bên cạnh đấy thì chúng tôi vẫn phải đảm bảo công tác thường xuyên tại đơn vị, cho nên thời gian tập luyện chủ yếu là diễn ra ngoài giờ. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến việc chăm lo cho gia đình, mà được sự quan tâm tạo điều kiện của lãnh đạo đơn vị cùng với sự cố gắng nhiệt tình của chị em, mong đạt được kết quả cao nhất để góp phần cho hội thi thành công tốt đẹp. Là một cán bộ chiến sĩ nữ thì
So với nam giới thì nó cũng hơi khó khăn về cái vấn đề tập luyện. Thứ nhất là về cái công tác phải nhờ cán bộ đồng chí đồng đội thì chia sẻ bớt cái công tác chuyên môn của mình để dành cái thời gian cho mình tập luyện nhiều hơn. Thứ hai nữa là cũng về gia đình thì cũng đã cùng chia sẻ để là động viên và tạo điều kiện cho tôi có thời gian để tập luyện. Tôi tranh thủ thời gian tự ngắm và bắn khang, rồi nắm được các yếu lĩnh mà trước đây các thầy ở trường đã dạy cho tôi và tự tin, bình tĩnh trong cái quá trình thi đấu. Giải bắn nhanh thì tôi được giải nhất, còn bắn chậm tôi được giải nhì. Sau 4 ngày thi tích cực, nghiêm túc, ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho Phòng Cảnh sát Giao thông, giải nhì toàn đoàn thuộc về Công an huyện Ea Súp, Phòng Cảnh sát Cơ động và Công an huyện Lắc đạt giải 3 toàn đoàn. Công an huyện Eka và Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn đạt giải khuyến khích toàn đoàn. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao nhiều giải huy chương, giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt kết quả tốt ở các nội dung thi điều lệnh võ thuật và bắn súng quân dụng CZ-75. Đơn vị chúng tôi xác định khẩu hiệu điều lệnh là kỷ luật sức mạnh của công an dân. Nên là đơn vị chúng tôi luôn quan tâm về công tác điều lệnh võ thuật quân sự. Hàng tháng là chúng tôi cũng đã có những cái chương trình tập luyện về quân sự võ thuật và điều lệnh đấy, để cán bộ chiến sĩ khi làm nhiệm vụ chấp hành đúng quy trình công tác và cái điều lệnh quân dân. Hiện nay tội phạm thì rất là manh động trên các tuyến giao thông và chống đối lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy chúng tôi cũng rất quan tâm về cái công tác tập luyện kỹ năng về võ thuật công an nhân dân để làm sao mà vừa là bảo vệ cho mình và bảo vệ tính mạng tài sản cho nhân dân và trấn áp được tất cả các loại tội phạm manh động hoạt động trên tuyến giao thông. Sau khi có kế hoạch của công an tỉnh thì đơn vị chúng tôi cũng đã được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo đơn vị và thông qua các hoạt động luyện tập theo các chương trình nội dung của T03 thì chúng tôi cũng đã tổ chức được đội hình tập luyện chất lượng và thông qua công tác huấn luyện của đợt này chúng tôi cũng đã nâng cao được nhận thức về công tác điều lệnh và đào tạo được những cán bộ có bản lĩnh kỹ năng để tiếp tục về huấn luyện cho toàn thể cán bộ chiến sĩ của đơn vị để nâng cao sức chiến đấu của đơn vị trong thời gian tới. Thực hiện cái kế hoạch nâng cao cái chất lượng về điều lệnh quân sự võ thuật. Thời gian qua thì cán bộ chiến sĩ ở Phòng Cảnh sát Cơ động đã được lãnh đạo phòng triển khai nhiệm vụ để tập luyện. Qua cái quá trình tập luyện, chúng tôi đã chấp hành về cái giờ giấc tập luyện đảm bảo theo cái kế hoạch của lãnh đạo đơn vị đã đề ra. Với một đơn vị đặc thù là chiến đấu đòi hỏi để thực hiện các cái động tác chuẩn thì chúng tôi đã thực hiện từng bước cụ thể. Chúng tôi uốn nắn những cái động tác để cho nó vào khuôn, sau đó chúng tôi sẽ duyệt qua một lượt và sau đó là chúng tôi tổng kết đánh giá lại những cái gì chưa đạt được thì chúng tôi sẽ chỉnh sửa để đảm bảo làm sao cái động tác nó được đúng. Sau hội thi lần này, Công an tỉnh Đắk Lắk sẽ tuyển chọn những cán bộ chiến sĩ tiêu biểu xuất sắc ở các đơn vị để thành lập đội tuyển, tiếp tục tập luyện nâng cao để sắp tới tham gia hội thi điều lệnh quân sự võ thuật do Bộ Công an tổ chức.